Vâng, xin kính chào tất cả quý bạn, quý bà con. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Total Tân Cảng. Và hôm nay là một ngày rất là đẹp trời của tháng 9 năm 2018. Và mình sẽ đi cập nhật nhanh những cái mẫu xe vừa mới về công ty Total Tân Cảng. Thì kế bên mình đây là một chiếc Yaris được sản xuất năm 2019, thì gần như là mới luôn, mới chưa lăn bánh luôn. Bởi vì chủ nhân của chiếc xe này thì sau khi sử dụng thì cảm thấy là xe nó vẫn nhỏ quá, nên là quyết định đổi sang một cái mẫu lớn hơn, đó là Camry. Thì chiếc xe này có gì đặc biệt, chúng ta đi khám phá nhanh nhé. Một mẫu xe 2019, mình nhắc lại nhé, là 2019. Và chiếc xe này đang được niêm Toyota Limit với giá là 650 triệu. Và khi mà chúng ta tổng tất cả những cái chi phí từ trước bạ, lệ phí đăng ký biển số, bảo hiểm dân sự, bảo hiểm bắt buộc, thuế đường bộ, thì chiếc xe này lăn bánh với cái giá là 741 triệu. Vậy là khi chúng ta mua chiếc xe này ấy, chúng ta đã tiết kiệm được 100 triệu. Bởi vì chiếc xe này đang được niêm tại công ty Tân Cảng với mức giá chỉ 640 triệu thôi. Là tất cả quý bạn, nhưng mà con chúng ta đã sở hữu một mẫu xe nhập nhé. Mình nhắc lại là xe nhập nguyên chiếc, tua xăng nó thấp bên trong còn rất là mới luôn. Một chiếc xe lướt được sản xuất năm 2019 và với chỉ có mức giá là 640 triệu thôi. Xe này trang bị cũng tương đối khá nhiều phụ kiện quý bạn nhé. Dán phim này, lót sàn, camera xe. Chúng ta quan sát nhanh cái phần nội thất nhé. Nội thất được bọc ghế da đục lỗ. Nên mình không có chìa khóa ở đây. Nhưng mà chiếc xe này với chỉ chạy được có hơn 4.000 km thôi, chưa qua cái radar nữa, nội thất còn rất là mới. Xe là trang bị màn hình pinner và camera xe. Mọi thứ còn rất là hoàn hảo đúng không ạ? Vâng, và mình xin nhắc lại nhé, chiếc xe này thì đang được niêm yết tại công ty Tân Cảng với mức giá chỉ 640 triệu thôi. Và chúng ta đã tiết kiệm được 100 triệu cho một chiếc xe siêu lướt Yaris. Và mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như tính năng an toàn chủ động, an toàn bị động của chiếc xe này thì xin quý bạn vui lòng với số điện thoại dưới màn hình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.